quá. Ai hả? Chọt chọt bẻ vô lội tay. Dìm như ma vậy. Nghe ai la vậy? Tình hình dạy học nghề chứ chỉ sao rồi. Tâm bó tay luôn rồi Tình ạ. Làm việc gì cũng không được. Đưa cái này cũng không chịu, đưa cái kia cũng không xong. Được cái việc làm được thì bĩu môi chê là ít tiền quá không thích làm. Anh Quỳnh mất tích. À? Anh nên bỏ em vậy? Không, anh đâu có bỏ em đâu. Em đi đâu mấy bữa nay vậy ấy? Anh không bỏ em mà em đi, anh không giữ em lại. Anh không đi tìm em luôn. Thôi mà, anh xin lỗi em mà. Nhớ anh quá. Sao? Ủa, em bị sao vậy? Cái gì vậy? Ủa? Anh nhớ anh mới tắm mà. Nè, từ từ em. Từ từ nha. Đừng có xúc động quá rồi mình bị mấy cái này rồi ảnh hưởng tới con ha em ha. Cái gì con gì ở đây anh? Thôi em á đang bị dấu hiệu của ốm ngán rồi. Thôi để anh dắt về nhà nghỉ mệt nha bà xã ha.